này mình đến đây để giới thiệu các bạn về khóa học Camber với chủ đề là bó hoa Camber. Nội dung của khóa học mình sẽ hướng dẫn các bạn làm hoa peony, hoa hồng, hoa cúc và các loại hoa phụ trợ khác để cho cái bánh mình được phong phú hơn. Và điều quan trọng là mình sẽ chia sẻ về nguyên lý pha màu mình để ứng dụng vào trong Camber của mình, nó tạo được cái nét độc đáo riêng cho bánh của các bạn. Mình hy vọng các bạn có thể dựa trên những kỹ năng mà mình chia sẻ để tự hoàn thành bó hoa cho riêng mình.